Đồng hồ Hublot Spirit of Big Bang Titanium Ceramic 42mm là tác phẩm nghệ thuật trong làng thời trang cao cấp nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sáng tạo không ngừng nghỉ và thiết kế độc đáo của Hublot, được lấy cảm hứng từ dòng Big Bang kinh điển, mang trong mình linh hồn đổi mới, phá vỡ mọi truyền thống và sự thanh lịch. Chiếc đồng hồ này đã khẳng định được phong cách mạnh mẽ của người đeo. Đồng hồ được thiết kế với kích thước 42mm phù hợp cho cả nam và nữ, mang đến sự linh hoạt cho người sử dụng. Vỏ đồng hồ là sự pha trộn giữa titanium đặc trưng có trọng lượng nhẹ và độ bền cao, trong khi đó gốm ceramic tăng cường với khả năng chống đầy xước vượt trội, được thiết kế theo phong cách skeleton. Đây không phải là ý tưởng mới trong thế giới đồng hồ, nhưng Hublot đã nâng tầm giá trị chúng lên một cấp độ mới. Mặt số không chỉ cho người đeo chiêm ngưỡng cơ chế của bộ máy phức tạp bên trong, mà còn tạo cảm giác độc đáo mỗi giây, mỗi phút trôi qua. Sự kết hợp giữa thiết kế lộ cơ và công nghệ chế tác hiện đại đã tạo nên hiệu ứng thị giác gây ấn tượng mạnh mẽ, làm nổi bật từng chi tiết nhỏ nhất. Sự chú trọng đến từng chi tiết đảm bảo rằng mỗi chiếc đồng hồ không chỉ là một thiết bị đo lường thời gian mà còn là một tác phẩm nghệ thuật biểu tượng cho sự sang trọng và phong cách. Không chỉ nổi bật với vẻ bề ngoài sang trọng, tinh tế mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ trong việc sử dụng bộ máy HUB 4700 tự động với chức năng chronograph đảm bảo độ chính xác và tin cậy tuyệt đối. Bên cạnh đó, đồng hồ còn được trang bị chức năng hiển thị ngày, giúp người đeo có thể kiểm tra ngày trên cổ tay một cách nhanh chóng. Không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn giúp duy trì sự tổ chức và chủ động trong cuộc sống hàng ngày. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.